Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người biết ơn Chúa, đã nhận được ơn rất là lớn lao mà Chúa ngày ban cho chúng ta. Như chúng ta đã được nhắc nhở, Đấng đã yêu thương chúng ta và đã xóa nợ của chúng ta. Một món nợ rất lớn mà chúng ta không đời nào có thể trả nổi. Mà Chúa ngày tuyên bố tha trắng, không phải vì Chúa Ngài thực hiện điều đó chỉ qua một cái lời tha thứ của Ngài, nhưng mà cả một hành động cặp theo bởi vì sự hy sinh cứu chuộc mà Đức Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta. Mà Chúa Cha có thể tuyên bố chúng ta được trắng án, chúng ta được xưng công bình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta biết ơn Chúa vì phước hạnh này mà Chúa Ngài cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Và giá mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả cho chúng ta thật là lớn lao. Khi chúng ta trong những ngày của mùa thương khó, chúng ta để ý đến, học hỏi cũng như suy gẫm về những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm, Ngài đã trải qua để chúng ta được tha thứ, chúng ta được phục hồi. Thì tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi luôn có những giây phút xúc động vô cùng vì khi chúng ta chiêm ngưỡng sự hy sinh của Chúa và tình yêu của Ngài dành cho đời sống của chúng ta. Chúng ta không đáng chút nào hết. Chúa yêu chúng ta đến như vậy, yêu chúng ta vô cùng. Và Ngài đã bằng lòng đến thế gian này. Ngài đã tuyên bố qua lời của Ngài rằng Đức Chúa Cha không chỉ nhậm những cái của lễ của hy sinh, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm một công việc là chuẩn bị một thân thể cho Đức Chúa Giêsu, để Đức Chúa Giêsu có thể trải qua tất cả những sự đau đớn trong chương trình cứu rỗi của Ngài, trong thân thể của một con người như chúng ta. Ngài nếm hết tất cả những cái sự đau đớn mà thân thể con người của chúng ta có thể trải qua. Ngài cảm nghiệm được những điều mà chúng ta từng trải khi chúng ta bị chối bỏ, bị khước từ. Và Chúa yêu chúng ta đến độ Ngài khinh những điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá vì niềm vui đặt ở trước mặt mình. Và Chúa Ngài đã trải qua những điều đó một cách bằng lòng ban cho, để ngày hôm nay chúng ta có thể được cứu trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài thật là lạ lùng. Đời sống của Ngài cũng là một đời sống lạ lùng mà chúng ta là những người con Chúa, chúng ta cần phải học hỏi. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong loạt bài 7 lời phán hay là tiếng phán của Đức Chúa Giêsu, cuối cùng của Đức Chúa Giêsu khi Ngài đang ở trên thập tự giá. Chúng ta đã học thế nào Chúa Giêsu ở trong những giây phút hết sức đau đớn đó, nhìn xuống đám người, trong đó có những người vừa mới đóng tay và chân của Ngài vào trong cây thập tự. Cũng có thể có những người đứng đó đã trên đường lên thập tự giá, đã đánh lưng của Ngài rách nát. Rồi những thầy tế lễ, những người đáng lý biết lời của Đức Chúa Trời, đáng lý phải đón nhận Ngài, tiếp nhận Ngài như là Đấng được sức dầu đến để cứu họ. Đám dân đang chế nhiễu, đang nhìn Chúa trong sự khinh biệt. Chúa Giêsu nhìn họ và cầu nguyện với Chúa Cha, lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Cảm ơn Chúa. Tình yêu tuyệt vời đó là một gương để chúng ta có thể sống ở trong đời sống này, để chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa mà Ngài đã ban cho chúng ta trước. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta có thể tha thứ vì Chúa Ngài tha thứ chúng ta trước, với cái số nợ quá lớn mà không đời nào chúng ta có thể trả nổi, Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Và Ngài cũng muốn chúng ta tha thứ cho những người mắc nợ chúng ta, những món nợ nhỏ hơn so với nợ mà chúng ta chịu ở trước mặt Chúa, thì chúng ta thấy nó nhỏ vô cùng. Chúa Ngài ban cho chúng ta sức để chúng ta có thể làm được. Khi Chúa Giêsu phán tiếng phán là Cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Và cảm ơn Chúa, chúng ta cũng học tiếp lời của Chúa Giêsu đã tuyên bố như là một tiếng kêu. Vì lần đầu tiên Đức Chúa Cha ngoảnh mặt đối với Ngài. Lần đầu tiên thì Đức Chúa Trời đã nhìn chỗ khác. Vì Đức Chúa Giêsu trong giây phút Ngài mang lấy tất cả tội lỗi xấu xa của nhân loại, tất cả đều chất ở trên Ngài. Những tội mà chúng ta thấy kinh khủng nhất mà chúng ta có thể đã nghe hoặc là hình dung nổi, cũng như tội lỗi của chính đời sống của chúng ta, ngay lúc đó chất tất cả trên Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Trời vì Ngài là thánh khiết tuyệt đối,
Ngài không thể nhìn thấy tội lỗi mà Chúa Giêsu đang chịu trách ở trên Ngài. Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi, cho nên Chúa Giêsu phải kêu lên: Đức Chúa Trời, tôi ơi, Đức Chúa Trời, tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Ngài gánh tội lỗi của cả nhân loại để tất cả đều được cứu ở trong Chúa. Trong đó có chúng ta, và chúng ta được ngày hôm nay. Chúa bị Chúa Cha ngoảnh mặt để chúng ta là những người hưởng được ơn cứu rỗi của Chúa, sẽ không bao giờ bị Đức Chúa Trời lìa chúng ta, bỏ chúng ta. Ngài sẽ ở với chúng ta đời đời. Cảm ơn Chúa. Và tuần rồi chúng ta đã học, khi Đức Chúa Giêsu Ngài quan sát và thấy tất cả mọi việc đã hoàn tất, thì Ngài đã lên tiếng tại khác để ứng nghiệm chi tiết còn lại. Đó là Ngài sẽ chịu một thức uống chua, giấm, thay thế cho loài người của chúng ta. Ngài chịu những cái chua cay đó để chúng ta không còn phải trải qua những chua cay đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúa trải xong bằng Ngài gánh thay cho chúng ta những đau đớn và buồn bực, để chúng ta có thể sống một đời sống vui mừng ở trong Chúa và kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Ngài cũng gieo một hạt giống để chúng ta là những người nghe được Chúa Ngài bày tỏ nhu cầu của Ngài, và chúng ta cũng thấy được nhu cầu của mình, và chúng ta chạy đến với Chúa để chúng ta nhận được sự ban cho từ nơi Chúa, một mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời trong đời sống của chúng ta. Để rồi đời sống của chúng ta được Chúa Ngài đông đầy, để từ nơi lòng của chúng ta những con sông sự sống này sẽ chảy ra từ nơi chúng ta và đem phước hạnh đến cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đến lời thứ tư mà Chúa Giêsu nói ở trên thập tự giá. Đó là mọi sự đã được rồi. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá thì lúc đó Ngài chỉ mới 33 tuổi. Ngài thi hành thánh vụ của Ngài chỉ trong vòng 3 năm rưỡi. Trong khi chúng ta thì có nhiều việc chưa hoàn tất. Chúa bày tỏ cho chúng ta một tấm gương, đó là trong ơn của Chúa và với sự tập trung mà Chúa Giêsu Ngài làm gương cho chúng ta, chúng ta có thể hoàn tất tất cả những gì Chúa Ngài đã giao cho chúng ta. Việc lành mà Chúa sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, sự kêu gọi mà Chúa Ngài đã gọi chúng ta trước buổi sáng thế, và Chúa Ngài muốn chúng ta sống một đời sống không chỗ chê trách được như Chúa Ngài đã định cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đời sống đó chúng ta có thể học nơi gương của Đức Chúa Giêsu để chúng ta thực hiện. 33 tuổi Ngài đã làm xong tất cả những gì Cha đã sai phái Ngài đến thế gian này để thực hiện, và làm xong, làm ứng nghiệm tất cả những gì mà Kinh Thánh đã nói và đã tiên tri về thánh vụ của Ngài. Đây là một cái gương sống, và đây là một cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta là những người cầu xin Chúa cho chúng ta trở nên giống như Chúa hơn đó, chúng ta cũng sẽ sống được. Đó là đời sống của chúng ta hoàn tất được tất cả những gì Chúa đã định cho đời sống của chúng ta. Nói như vậy, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng rất là nhiều người trong chúng ta có bắt đầu nhưng chưa hoàn tất. Những việc mà chúng ta đã hứa với Chúa là chúng ta sẽ làm, và chúng ta có cái bắt đầu, nhưng mà rồi chúng ta để cho những cái điều xung quanh chúng ta, hoàn cảnh xung quanh của chúng ta khiến cho chúng ta vẫn bỏ nó dở dang, mà chúng ta chưa thực hiện xong những điều Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta học theo gương của Chúa Giêsu để chúng ta có thể hoàn tất như Chúa Giêsu Ngài đã sống một cuộc sống bày tỏ cho chúng ta từng chi tiết một. Anh chị em, khi chúng ta sống và làm theo ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa đó, mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta thử hình dung cuộc đời của chúng ta phước hạnh đến chừng nào, và chúng ta có thể làm nguồn phước cho bao nhiêu người. Nhưng rất là quan trọng để chúng ta hoàn tất như Chúa Giêsu đã hoàn tất, và Ngài đã chuẩn bị sẵn những gì cần thiết để chúng ta có thể sống sự sống đó. Cũng hình dung với tôi, trong những kế hoạch và chương trình của Chúa sắm sẵn cho đời sống của mỗi một chúng ta, việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta, nếu chúng ta bỏ lỡ hay là chúng ta không hoàn tất, thì có bao nhiêu người đáng lý có thể được phước của Chúa qua đời sống của chúng ta đó, họ bị chúng ta cướp đi những phước hạnh trong đời sống của họ. Và quan trọng hơn nhất, đó là sự cứu rỗi mà đáng lý họ có thể có được, nhưng vì chúng ta không làm theo điều Chúa Ngài đã dạy, việc lành mà Chúa sắm sẵn nên chúng ta, họ trật mất cơ hội để được làm con Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước để sứ điệp này sẽ giúp đỡ cho tôi và anh chị em chúng ta sẽ làm một cam kết mới ở trước mặt Chúa.
Vì Chúa của chúng ta, Ngài đã thực hiện tất cả những gì cần thiết để chúng ta được cứu, được biến đổi, được Chúa Ngài sử dụng để chúng ta có thể san sẻ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời mà Cha đã đổ xuống trên chúng ta, dùng chúng ta để chúng ta ca ngợi vinh quang của Ngài đó. Đời sống của chúng ta sẽ liên tục làm nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Đức Chúa Giêsu hoàn tất tất cả những việc mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa ghi lại cho chúng ta những góc cạnh của việc Chúa Giêsu hoàn tất này. Chúng ta cùng lướt qua nhanh sách Tin Lành Giăng để chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất những gì Ngài đã bắt đầu. Trong Giăng chương 4 câu 34, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài." Chúa Ngài đặt cái việc làm theo ý muốn của đấng sai Ngài đến và làm trọn công việc của Ngài, tức là công việc của Chúa Cha, trước cả thức ăn nước uống. Bối cảnh của câu Kinh Thánh này, chúng ta nhớ Đức Chúa Giêsu Ngài đến làng Sikha, tại cái giếng mà Gia-cốp trước đây đã đào, gọi là giếng của Gia-cốp. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta Chúa Ngài đói, Chúa Ngài khát. Các môn đệ của Chúa đi vào trong làng để mua thức ăn. Mà Chúa Giêsu Ngài hoàn tất chương trình ý định của Chúa Cha. Ngày hôm đó có một cuộc hẹn trên thượng. Có một người đàn bà đang sống ở trong mặc cảm của tội lỗi, đang sống cố gắng để tránh cái nhìn của những người đàn bà khác ở trong cộng đồng của mình. Phải được gặp gỡ đấng Messiah, đấng mà sẽ làm cho khát vọng ở trong bà, mà bà đã đi tìm từ nơi những người đàn ông khác, hết ông này đến ông khác. Cuối cùng thì thôi ly dị hoài, nó mệt mỏi quá, sống với một ông mà không phải là chồng của mình. Có một cuộc hẹn thiên sự, và Chúa Giêsu Ngài tập trung vào việc người đàn bà này phải được nghe về tin vui rằng đấng Messiah có thể cho bà nước uống, mà nước này vào trong đời sống của bà thì sẽ văng ra, một mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời. Và những người trong làng của bà phải được nghe về tin vui này. Và Chúa Giêsu đã dừng lại và phục vụ giúp đỡ cho người đàn bà này. Cuối cùng thì cả một cái làng, một cái thành Samari chạy ra nghe lời Đức Chúa Giêsu giảng dạy. Các môn đồ của Chúa đi mua thức ăn về, mời Chúa ăn, Chúa nói rằng ta không cần. Họ nhớ họ đi vì Chúa đói mà. Và Chúa Giêsu trả lời cho họ, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Đồ ăn là thức ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài." Cảm ơn Chúa. Anh chị em nhớ cảm giác đó. Khi chúng ta làm theo ý của Chúa, khi chúng ta thực hiện những công việc mà Chúa Ngài dạy chúng ta làm, chúng ta thấy niềm vui hết sức là lạ lùng đến độ chúng ta quên ăn luôn. Nếu anh chị em đã mất đi cái cảm giác đó, xin Chúa cho hôm nay chúng ta sẽ làm lại. Để chúng ta có thể nói như Chúa Giêsu đã nói: "Thức ăn của tôi tức là làm theo ý muốn của Chúa Cha và làm trọn công việc của Ngài." Trong Giăng chương 5 câu 36, Chúa Giêsu Ngài nói: "Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn." Anh chị em để ý đến chữ làm trọn đó. Tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. Có công việc mà Chúa Cha đã định và đã sai phái Chúa Giêsu. Ngài nói rằng khi Ngài thực hiện điều đó thì là cái chứng minh rất là lớn để nói rằng chính Cha đã sai Ngài đến. Cảm ơn Chúa. Vì xin Chúa Ngài cho chúng ta nếm trải được điều đó trong đời sống của chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm phước hạnh ở trong ơn của Chúa, kinh nghiệm cái phước hạnh của người được sai đi, sai phái trong sự sức giàu quyền năng của Chúa để thực hiện những công tác mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi trong đêm trước khi Đức Chúa Giêsu bị nộp, Ngài đã dâng lời cầu thay cho các môn đồ của mình. Thời gian Ngài chịu chết đã đến và Ngài đã có thể nói một cách tinh quyết rằng Ngài hoàn tất, không thiếu một điều gì. Giăng chương 17 câu số 4: "Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm." Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi chúng ta học theo gương Chúa Giêsu và làm xong những công việc Chúa giao cho chúng ta, là chúng ta tôn vinh Chúa trên đất này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ phần Kinh Thánh mà tôi sử dụng ngày hôm nay để kêu gọi thời phượng ở trong Thư Ê-phê-sô chương 1. Chúa Ngài định để chúng ta là những người rao giảng ca ngợi vinh quang của Chúa trên đất này. Cảm ơn Chúa. Và cách mà chúng ta để làm công việc đó là làm xong công việc mà Chúa giao cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái lời tuyên bố chúng ta thấy rất là lạ lùng. Ở trong cái bối cảnh của lời cầu nguyện, Chúa Giêsu Ngài xác nhận rằng sứ mạng của Ngài là tập trung vào một nhóm người.
Chúng ta đi đến điều đó. Tức là những người Chúa sẽ dùng để thay đổi thế giới. Để chúng ta cũng nhận biết rằng con người là phương cách của Đức Chúa Trời, mà thập tự giá chính là công cụ mà Chúa sử dụng. Cảm ơn Chúa. Hãy hình dung chúng ta thuộc về những người đó. Những người mà Chúa Ngài cứu, Ngài biến đổi, Ngài mặc lấy quyền phép, Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền, để chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng. Ngài muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta. Ngài không lập một kế hoạch để đến với cả đám đông, nhưng mà Ngài xây dựng những con người mà đám đông sẽ theo sau họ. Thì Chúa Ngài định chúng ta là những đại sứ của nước trời. Chúng ta là những người được Chúa Ngài sai phái. Chúng ta là những người được mặc lấy quyền phép để làm nhân chứng quyền năng cho Chúa. Đó là kế hoạch của Chúa mà chúng ta có thể nhìn thấy trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em còn nhớ trước khi Ngài giảng một sứ điệp đầu tiên, thì Ngài đã chọn những con người để đi theo Ngài. Và lời kêu gọi đầu tiên của Chúa đó là hãy theo ta. Ta sẽ khiến các người trở nên tài đánh lưới người. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng có ân tứ truyền giáo cho một số người mà Chúa Thánh Linh chọn để đặt ở trong đời sống của những con người đó, có cái ân truyền giáo. Nhưng tất cả những người được cứu, những người tin, đều phải là nhân chứng cho Chúa. Cho nên việc chúng ta sống đạo và cá nhân chứng đạo, chúng ta không phải ngồi để chờ Chúa Ngài mặc lấy trên đời sống của chúng ta ân tứ truyền giáo chúng ta mới ra đi. Nhưng mà tất cả chúng ta được cứu là chúng ta là những người nhân chứng cho Chúa. Không phải chúng ta định một cái ngày rồi chúng ta đi ra làm chứng, nhưng mà cuộc đời của chúng ta mỗi ngày, mỗi giây phút. Tôi cảm ơn Chúa vì anh chị em, những người con cái Chúa trong VBC Houston ở tại đây đã làm nhân chứng cho Chúa tại sở làm của mình, làm nhân chứng cho Chúa cho những người thân chủ, những người khách đến để nhận cái công việc mà chúng ta làm đẹp cho họ. Và anh chị em, nếu cái niềm vui mà chúng ta đã từng thực hiện điều đó và thấy người ta được cứu, người ta được chữa lành trong những ngày qua, chúng ta mất cái niềm vui đó vì sợ Covid hay là bất cứ một cái điều gì đó, xin Chúa cho đi hôm nay chúng ta lại tái dâng hiến đời sống của chúng ta và thực hiện cho bằng được, làm nhân chứng cho Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Giăng chương 19 câu 28 cho đến câu số 30 là phần kinh thánh mà chúng ta sẽ cùng suy nghĩ ở trong ngày hôm nay. Sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã hoàn tất. Chúng ta để ý cụm từ đó, mọi việc đã hoàn tất. Và để cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì nói ta khác. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm, nên họ lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm, buộc vào cành bài hương rồi đưa đến miệng của Đức Chúa Giêsu. Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Giêsu nói mọi việc đã hoàn tất. Cùng một cụm từ ở trên, anh chị em thấy không? Chúa Giêsu biết mọi việc đã hoàn tất. Và tại đây chúng ta thấy cũng là cụm từ mọi việc đã hoàn tất. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu tuyên bố mọi việc đã hoàn tất, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Cảm ơn Chúa. Đây, anh chị em, là lời mà chúng tôi tin rằng lời đắc thắng của Chúa. Chúng ta đã nghe những lời chiến trận, chúng ta đã nghe những lời cầu nguyện. Và đây là cái giây phút mà Đức Chúa Giêsu tuyên bố cái lời đắc thắng. Vì sự cứu rỗi đã được hoàn tất, thành toàn. Tất cả những lời tiên tri về Chúa đã được ứng nghiệm. Từng chi tiết một trong Kinh Thánh đã nói về đấng Messiah đã được ứng nghiệm. Và Chúa Giêsu khi Ngài biết mọi việc đã hoàn tất, cảm ơn Chúa, Ngài đã tuyên bố lời này, mọi việc đã hoàn tất. Trong bản Kinh Thánh cũ của chúng ta thì mọi việc đã được trọn, đã được trọn vẹn. Cảm ơn Chúa. Biết ơn Chúa vì những điều mà Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện cho chúng ta. Như tuần rồi tôi xây dựng bên chị em một cái lẽ thật rất là quan trọng, rằng chúng ta là những người thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, phải là những người hãnh diện nhất ở trên đất này. Vì chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời đấng quyền năng đến độ Ngài có thể rao những việc cuối cùng từ thuở đầu tiên. Có những điều mà 3.000 năm sau, 4.000 năm sau mới xảy ra, Đức Chúa Trời rao báo điều đó, những việc cuối cùng từ thuở đầu tiên. Và Ngài đã hành động khi Ngài phải nắm bắt một Caesar của đế quốc La Mã, Ngài bắt tấm lòng của một vị vua để thực hiện cái kế hoạch mà Ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Trong khi những người không biết Chúa thì họ thờ phượng những cục đất sét, những cái hình tượng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi được,
chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống và Đức Chúa Trời toàn năng. Không một việc gì có thể ngăn trở kế hoạch của Ngài thực hiện. Cảm ơn Chúa. Và Ngài cũng không muốn chúng ta nhầm lẫn. Thiên Chúa Ngài đã sai các tiên tri của Ngài trong sự sức dầu của Đức Thánh Linh công bố trước những chi tiết hết sức là rõ ràng về Chúa Giê-xu. Đấng cứu thế khi Ngài đến, đấng chịu sức dầu khi Ngài đến. Ngài sinh ra từ chi phái nào? Cảm ơn Chúa. Chi phái Giu-đa. Ngài sinh ra tại thành nào? Bethlehem. Lớn lên làm nghề gì? Ngài thợ mộc. Chết và định tội với những kẻ tội lỗi, nhưng chịu chôn ở trong mộ của Giô-sép người giàu. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Đến ngày thứ ba sống lại từ cõi chết. Chúng ta đem cuộc đời của Chúa Giê-xu so với là tất cả những con người từng sinh ra trên đất này, không có một người nào có thể làm ứng nghiệm tất cả những điều đó, chỉ trừ ra Giê-xu người Na-sa-rét mà thôi. Cho nên chúng ta không cần phải đem mà so. Giống như có một người chưa tin Chúa nói với tôi, mục sư cứ trình bày những cái trái táo khúc giải của đạo niềm tin của mục sư đi, để tôi sẽ đứng tôi so sánh với lại niềm tin của tôi nơi Đức Phật hay là Khổng Phu Tử vân vân, để biết tôi cái nào là thiệt. Và tôi trình bày những chi tiết mà tôi mới trình bày cho anh chị em, vì Đức Chúa Trời không muốn chúng ta nhầm lẫn. Và cũng không ai ở trong chúng ta bị ma quỷ nó dối gạt chúng ta. Cái lời dối gạt mà tôi tin rằng nó đến từ đáy của quả ngục là đạo nào cũng tốt, đường nào cũng về La Mã. Sau thời gian mình muốn chứng đạo cho ai đó và cuối cùng gặp chống đối quá, mình cuối cùng mình nói thôi đạo ai nấy giữ. Nó rất nguy hiểm vô cùng. Vì chúng ta biết rằng ở dưới trời này không có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Và chúng ta biết danh đó không phải là danh của Đức Phật Thích Ca, là Đức Khổng Phu Tử, luôn cả cũng không phải là danh của Mary. Chỉ có Giê-xu Christ người Nazareth. Là danh trên hết mọi danh, là danh mà ai kêu cầu đến danh Ngài sẽ được cứu. Chúa không muốn chúng ta nhầm lẫn. Tôi nhấn mạnh điều này để xây dựng cho anh chị em một cái sự cấp bách. Chúng ta là người biết chuyện. Chúng ta là những người biết chân lý. Chúng ta là những người biết sự thật rất thật. Và chúng ta không nói, không ai nói giùm cho chúng ta. Chúng ta sẽ để cho những người lân cận với chúng ta luôn, cả những người thân thương chúng ta chưa được cứu đó. Họ sẽ tiếp tục đi ở trong sự lừa gạt của Satan. Cuối cùng khi họ nhắm mắt lìa cuộc đời này, không thấy đi đầu thai làm kiếp khác, mà đứng để chờ sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vì theo như đã định loài người sống một lần, chết một lần rồi chịu sự phán xét, sống một đời thôi. Không có cái vấn đề đầu thai kiếp này làm không xong thì đầu thai kiếp khác đã làm được. Như tôi nói lần trước, chính họ cũng biết là kiếp tới mình có đầu thai được làm người hay không. Như vậy chuyện dở dang của kiếp này mà kiếp tới không biết chắc là mình sẽ được làm người để tu tiếp, thì chúng ta thấy thật là bế tắc. Cho nên anh chị em, những điều mà chúng ta nhận được trong ơn của Chúa, điều mà Chúa Giê-xu Ngài nhìn thấy ở đây và Ngài trước khi công bố đã nói, sau đó Đức Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì Ngài phán rằng ta khác. Cảm ơn Chúa. Ngài biết rằng mọi sự đã được trọn. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài kêu lên ta khác. Để làm ứng nghiệm một chi tiết khác ở trong Kinh Thánh là người ta sẽ cho Chúa uống giấm. Chi tiết thấy dường như nhỏ, nhưng quan trọng lắm. Vì theo như lời Kinh Thánh, theo như những lời tiên tri, tất cả những điều này khi sắp đặt lại một cách rõ ràng, chúng ta biết rằng không ai có thể nhầm lẫn được hết. Trong lịch sử của nhân loại, không có một người nào bị đóng đinh trên thập tự giá la lên ta khác rồi có cái bình giấm người ta đưa lên. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Ngài biết mọi sự đã được trọn. Ngài không nói đời của ta xong rồi. I'm finished. Như là thất bại. Nhưng mà Ngài nói rằng mọi việc đã xong rồi. Mọi việc đã được trọn. Cảm ơn Chúa. Vì phước hạnh mà Chúa Ngài cho chúng ta, mọi sự đã được trọn. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em, chúng ta cùng suy nghĩ cái lời quan trọng nhất ở trong lịch sử của nhân loại đã từng được nói ra trên môi miệng của một người.
Đó là chữ tetelestai. Mọi sự đã được trọn, mọi việc đã được ứng nghiệm. Cảm ơn Chúa. Có thể từ ngữ này không còn được thông dụng ở trong ngày hôm nay, nhưng mà đối với những người trong thời bấy giờ, đây là một cái từ ngữ rất là quan trọng. Tetelestai được dùng trong thì hiện tại hoàn thành. Điều này có nghĩa là cái việc này đã từng được thực hiện trong quá khứ, đem lại kết quả cho lúc này, cho hiện tại, và sẽ tiếp tục kết quả ở trong tương lai một lần, và tiếp tục hưởng được ảnh hưởng của nó. Tetelestai. Cảm ơn Chúa. Ở trong thế kỷ thứ nhất thì cách dùng từ này đã được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Và khi chúng ta suy nghĩ đến những hình ảnh này, chúng ta thấy được bức ảnh trọn vẹn của điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã làm. Đó là từ ngữ của một người, một nhà nông, dùng để diễn tả cái con vật mà mình nuôi đó, chuẩn bị để đem dâng cho Đức Chúa Trời như một của lễ hy sinh. Và họ trong bầy của mình tìm được một con không tì vết. Thì người cha này chuẩn bị với gia đình của mình lên thành Jerusalem để thờ phượng đó. Ông la lên, "Tetelestai, tìm được một con rồi, một con không có tì vết." Cả gia đình nói, "Ô, bây giờ mình có thể mang con sinh tế này lên đền thờ để mình đi thờ phượng Chúa." Một hình ảnh khác của người thợ mộc. Sau khi hoàn tất một cái bàn hay là một cái tủ, cái gì đó mà mình vừa mới đóng xong, thì hình ảnh của người thợ mộc lấy cái khăn để lau mồ hôi của mình đó, lau mặt của mình xong. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến hình ảnh đó trong ngày mà người ta khám phá khi những người đàn bà Phi-rơ và Giăng vào trong mộ. Khi thấy cái khăn đắp ở trên mặt của Chúa được xếp lại một cách gọn gàng để ở trên đầu nằm, còn giải liệm như là một cái kén đó, thì không còn xác của Chúa trong đó, nhưng còn chỉ còn vải mà thôi. Thì người thợ mộc sau khi đóng xong cái bàn, đứng và coi tất cả những góc cạnh từ việc đánh vẹt ni cho tất cả đều hoàn tất hết rồi, thì lau mồ hôi của mình xếp lại để trên cái bàn, cái bàn mà mình mới vừa đóng xong đó, đứng lên và tuyên bố "Tetelestai, tất cả đã trọn vẹn, perfect." Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu Ngài đã làm xong sự cứu rỗi cho chúng ta, và Ngài đã xếp cái khăn che mặt của Chúa ở trong ngôi mộ trống của Ngài để nói cho tất cả mọi người biết rằng "Tetelestai, sự cứu rỗi đã hoàn tất cho các con rồi." Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hình ảnh của một người họa sĩ sau cái nét cuối cùng của mình, lùi lại và nhìn tác phẩm của mình, và thấy rằng không còn có cái gì khác để thêm, để sửa nữa. Người họa sĩ công bố "Tetelestai." Anh chị em có biết rằng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh chị em trở nên tuyệt tác phẩm của Đức Chúa Trời không? Như chúng ta đã nghe bài kêu gọi ngày hôm nay, Chúa Ngài nhìn đời sống của chúng ta. Ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thì Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ làm một tuyệt tác phẩm của Chúa. Trong tiếng Anh là a masterpiece, một cái tác phẩm mà nó là cái tác phẩm tốt nhất trong tất cả các tác phẩm khác. Cảm ơn Chúa. Người họa sĩ tuyên bố, công bố "Tetelestai", một tuyệt tác phẩm. Cảm ơn Chúa. Những ai đang trải qua cái tình trạng mình đứng trước gương mà mình mắng mình đó, sao không giống ai, hay là sao lúc này nhìn thấy già quá, vân vân, anh chị em hãy để cho tiếng của người họa sĩ đấng đã nắng lên chúng ta, đã họa nên chúng ta, mà Ngài tuyên bố rằng chúng ta là tuyệt tác phẩm ở trong ơn của Chúa, để chúng ta nói rằng "Tetelestai, cảm ơn Chúa vì Ngài dựng nên con một cách đáng sợ lạ lùng ở trong ơn của Chúa." Đừng mặc cảm mình xấu xí, xấu trai, xấu gái, cái gì đó, những danh từ mà chúng ta nghe, hay là bị những người lớn mắng, mày không giống ai hết. Cảm ơn Chúa. Tôi khuyên anh chị em, khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta hãy hét lên "Hallelujah", vì chúng ta không giống ai hết á. Đó là sự thật, phải không chị em? Trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, hơn 7 tỷ người, không tìm được một người nào giống hệt trên chị em hết á. Có thể nhìn giống giống. Để cho rằng Ngài dựng nên mỗi một người trong chúng ta khác với tất cả những người khác. Hơn 7 tỷ người mà không có một cái sự lặp lại. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời chúng ta Ngài quyền năng và Ngài sáng tạo đến như vậy.
mỗi người Chúa Ngài dệt nên chúng ta, dựng nên chúng ta khác hơn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ít nghe nói, nhưng mà điều này để chia sẻ để anh chị em cùng vui với chúng tôi. Khi chúng tôi nghe tin con dâu của chúng tôi được Chúa Ngài ban phước sau mất mát của cháu Ezra, thì chúng tôi ban ơn Michael và Kimmy, Kimmy đã có mang. Và trong ngày Giáng sinh, Michael bỏ trong cái túi tay tặng cho tôi một món quà. Tôi mở ra và tôi thấy cái hình, tôi nói ô, cảm ơn Chúa. Thì biết là cái ảnh của máy ultrasound cho biết là Kimmy có mang. Nhưng mà Michael cười và nói, ba nhìn kỹ đi. Không phải một mà hai luôn. Cảm ơn Chúa cho ban phước. Và đây là điều tuyệt vời anh chị em. Song sinh, sanh đôi. Mà một đứa con trai, đứa con gái. Và mỗi một đứa ở trong một cái nhau khác nhau. Đây cũng là điều rất là hiếm. Nó xác nhận cho chúng ta Đức Chúa Trời Ngài dựng nên chúng ta trong lòng mẹ của mình. Chúa biết chúng ta từ đó. Trước khi chúng ta sanh ra, Chúa đã chọn, đã gọi chúng ta ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngài là một họa sĩ, là một người đúc tượng tuyệt vời, là đấng sáng tạo tuyệt vời. Không một tác phẩm nào của Chúa mà Chúa phải copy lại của một tác phẩm trước đó. Cảm ơn Chúa. Một người đầy tớ. Đây là chỗ mà chúng ta có thể thấy được vị trí của mình. Trở lại trình diện với Chủ của mình sau khi hoàn tất công tác mà Chủ đã giao cho. Thưa với Chủ, con đã làm xong những gì Chủ Ngài bảo con làm. Thessalonians, con đã làm xong công việc. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ được gặp Chúa khi Ngài, Chúa Ngài tính sổ về những ta lân mà chúng ta sử dụng trong đời sống của mình. Chúa Ngài nhìn chúng ta và chúng ta có thể thưa với Chúa là Chúa Thessalonians, Chúa Ngài đã cho con những công việc, những việc lành mà Chúa sắm sẵn trước cho con làm theo. Con trình dâng với Chúa và nghe Chúa Ngài đáp lời với chúng ta. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín của ta, được lắm. Hãy đến hưởng phước của Chúa người. Cảm ơn Chúa. Và quan trọng nhất, khi được dùng ở trong thương mại, khi một người trả xong cái nợ thì được tuyên bố Thessalonians, pay in full, trả xong hết rồi, không còn thiếu gì hết. Cảm ơn Chúa. Thứ ba tuần trước chúng tôi lái xe và khi xuống tới exit của đi đẩy vào trong nhà thờ của chúng ta, đèn ở trong xe của tôi trên cái tắp lô nó nhá lên hết. Đèn thắng, đèn bình ắc quy gì đó nó hiện lên như là cây Christmas tree đó. Thì chúng tôi vào được, đậu xe xuống mà sắp sửa đến giờ cùng với hội thánh cầu nguyện. Thì chúng tôi nhắm xong thì chạy rượt theo anh Liêm và nói rằng, Liêm ơi, hồi nãy xe của mục sư khi mà xuống exit thì nó nổi đèn lên mà nó chớp đủ thứ hết. Đi ra, anh Tùng giúp cho chúng tôi mà hỏi mục sư có cần em giúp cái gì hay không? Nói, cần câu bình. Bởi vì tôi đề nó không nổ mà câu bình xong nó nổ. Thì các anh em đều khuyến khích, được rồi đó mục sư cứ về đi, an toàn. Nhưng mà khi chúng tôi xuống cái exit để lên đường 288 thì đèn nó nổi lên nữa. Nó chớp đủ thứ hết và máy sắp sửa tắt. Bởi vì nó không phải là cái bình mà là cái cục tạo điện, cái alternator nó bị hư. Chúng tôi bị kẹt ở trên đường. Dương con rể của ông bà mục sư sĩ chạy phía sau chúng tôi để giữ đèn chớp, bởi vì hết bình thì không còn đèn gì chớp hết, mà lúc đó đường kẹt xe rất là nhiều. Cuối cùng trong sự giúp đỡ và nhiệt thành của con rể cũng như anh Liêm thì chúng tôi đã giải quyết được vấn đề tận gốc rễ, là cả hai, cái alternator và bình phải được thay mới. Tôi nói cái điều này để anh chị em thấy ở đây. Khi tôi nói thì anh Liêm cho tôi một cái bill với cái số tiền như vậy. Khi chúng tôi thanh toán xong, tôi định xếp cái bill đó đi ra thì anh Liêm nó chưa một số. Em quên cái này. Anh lấy cái mộc ra, anh đóng lên trên cái lời đó bởi vì đã thanh toán xong rồi. Pay in full. Tôi nhớ lẩm nhẩm ở trong miệng Thessalonians. Chúa cho mình đã trả xong cái việc này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, tôi chia sẻ điều đó đi. Cái niềm vui của mình. Thì trước đây chúng tôi có những lần mà tài chính không có đủ đó thì anh Liêm anh sửa cho, rồi một thời gian sau chúng tôi mới trả được. Thì lần này thì Chúa cho có thể Thessalonians
trả xong mà mình đi ra, không còn phải gánh nặng là 2 tuần nữa, 1 tháng nữa, hứa là sẽ gửi cho anh Liêm cái số tiền chi phí của sửa chữa xe hay là bảo trì xe. Anh xem cái niềm vui đó, chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta mỗi ngày khi chúng ta thức dậy. Nhìn đến tội của chúng ta đã được Chúa ngày xóa sạch. Hãy thét lên, cảm ơn Chúa vì Ngài đã trả xong cho con rồi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi Thánh Linh của Chúa ngự ở trong chúng ta, Ngài đóng ứng của sự cứu rỗi và Ngài là của cầm mà Đức Chúa Trời sai xuống trên đời sống của chúng ta để nói rằng Thessalonians. Chúa Giêsu đã trả xong rồi, bây giờ Đức Thánh Linh chính là cái dấu ấn để xác nhận với chúng ta đã được tha thứ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì nếu không được sự tha thứ thì con người của chúng ta không xứng đáng. Nếu chúng ta chưa được thánh hóa, chúng ta không xứng đáng để Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta, Thánh Linh của Ngài, và chúng ta làm đền thờ của Chúa. Đức Chúa Trời đổi địa chỉ ở trong lòng, ở trong thân thể của chúng ta ngay thì giờ này, vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Mọi sự đã được trọn, không tì vết, một bức ảnh trọn vẹn. Công tác đã được hoàn tất, nợ đã trả xong. Và đó là chúng ta ngày hôm nay. Thessalonians. Amen anh chị em. Chúng ta cùng hét lên Thessalonians. Mọi sự đã được trọn. Cảm ơn Chúa. Điều gì đã được trọn? Có 4 điều mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ. Đã được hoàn tất khi Đức Chúa Giêsu Ngài công bố Thessalonians. Thứ nhất là sự đau đớn của Ngài đã hoàn tất. 700 năm trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài giáng sinh làm người, nhập thể làm người, Ê-sai đã tiên báo Đức Chúa Giêsu sẽ đối diện với nhiều sự đau đớn. Ê-sai 53 câu 3 chép: người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúa Giêsu giáng sinh làm người để từng trải sự đau đớn. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa Ngài đã từng trải sự đau đớn để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành, kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được niềm vui, được phục hồi trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã học qua sự đau đớn Chúa đã trải qua, nhưng không có cái đau đớn nào cho bằng tội lỗi của cả nhân loại chất ở trên Chúa trong lúc đó. Mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con bị gián đoạn. Cái cảm giác mất đi cái sự thương giao thông công với Đức Chúa Trời là cảm giác nó tạo nên một cái khoảng trống trong tấm lòng của chúng ta. Mà nhiều người tìm đủ một cách để lấp đầy cái khoảng trống đó bằng thú ăn chơi cũng như những điều trên đời gian này, luôn cả tôn giáo của đời này. Nhưng anh chị em, cái khoảng trống đó đó chỉ có một điều duy nhất có thể lấp đầy nó, đó là chính hình ảnh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Amen anh chị em. Không có gì có thể thay thế được. Chúa dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài, nhưng mà tội lỗi Satan đã sử dụng để đập dẹp cái hình ảnh đó trong đời sống của chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã phục hồi lại để chúng ta ngày hôm nay có thể sống một cuộc sống đầy trọn. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu Ngài đã sinh ra để từng trải những sự đau đớn đó để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu thường xuyên nhắc nhở các môn đệ của Ngài rằng Ngài sẽ chịu thương khó. Luca chương 9 câu 22, Đức Chúa Giêsu phán: con người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy tông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thấy Chúa Ngài báo trước ở trong Luca chương 9 không? Tức là rất sớm ở trong thánh vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã báo trước điều này. Các tôn giáo ngày hôm nay, các tà giáo ngày hôm nay, trong đó có Mặt Mông ấy, thì nó nói Giêsu mà sanh ra ở xứ Palestine đó đã thất bại. Bị giết mà không làm cái gì khác hơn được chạy không khỏi. Bị người ta lôi lên đóng đinh lên thập tự giá chết. Thất bại. Rồi sau đó Ngài đầu thai lên và qua bên nước Mỹ này, tân thế giới này. Và đi con đường của Mặt Mông để làm cứu Chúa của con người. Tà giáo bậy bạ, phỉnh dối từ quả ngục. Vì Đức Chúa Giêsu ở tại đây, chúng ta thấy Ngài báo trước cho các môn đệ của Chúa, nếu mà cần Ngài phải ra khỏi thành Jerusalem thì Ngài cũng có đủ thời gian để Ngài ra khỏi. Và Ngài báo trước, Đức Chúa Giêsu phán con người, tức là chính Ngài đó, phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Cảm ơn Chúa. Đó là Chúa của chúng ta, đó là cứu Chúa của chúng ta. Amen anh chị em. Thập tự giá không phải là một sự tình cờ cho Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Mà đó là sự ban cho. Đức Chúa Giêsu nói rằng
Ta có quyền ban sự sống của ta. Chứ không ai có quyền cướp sự sống của Ngài được, mà Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Và điều này tuyệt vời hơn nữa, anh chị em, Luca chương 9 câu 51. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Tại đó các thầy tế lễ cả, thầy tế lễ cả không có ở những cái xứ khác mà ở Jerusalem. Là những người mà sẽ chối bỏ, sẽ giết Chúa Giêsu đó, Ngài hướng về Jerusalem và Ngài đi thẳng về đó. Tại sao? Vì Ngài phải làm trọn những lời tiên tri và sự cứu rỗi cho chúng ta. Amen anh chị em. Cho nên thập tự giá không phải là một sự tình cờ đối với Chúa Giêsu, nhưng mà là kế hoạch của Đức Chúa Trời để bày tỏ tình yêu của Ngài, để chuộc tội cho chúng ta, hầu chúng ta được tha thứ và được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa làm tròn lễ chuộc tội đã được hoàn tất. Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại cho chúng ta một cách rất là chi tiết, con sinh tế không tỳ không vít, đó là tiêu chuẩn phải chọn. Và Lê Vi Ký chương 22 câu 20, các ngươi chớ dâng một con vật nào có tỳ vít vì nó không được nhậm. Chúa định như vậy. Và Chúa Giêsu, Ngài đã bày tỏ Ngài chính là con sinh tế đó, của dân đó. Lê Vi Ký chương 16 ghi lại cho chúng ta một cách chi tiết cái thực hiện đại lễ chuộc tội, The Day of the Atonement. Thì chúng ta có thể ý đến tới đây, thầy tế lễ mang hai con sinh tế đến. Một con thứ nhất, thầy tế lễ giết nó đi, hứng máu của nó. Và thầy tế lễ cầm cái chậu huyết máu của con sinh tế đó, đi vào trong nơi thánh, rồi đi xuyên qua bức màn để vào trong nơi chí thánh. Tại đó thầy tế lễ nhúng tay của mình vào ở trong máu của con sinh tế, rải ở trên bàn thờ 7 lần. Và khi Đức Chúa Trời Ngài nhậm cái của lễ đó, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là thầy tế lễ khi bước ra khỏi cái nơi chí thánh đó mà xuất hiện ở trước cửa của đền thờ, thì dân chúng reo mừng vì của lễ cho năm đó để khỏa lấp tội lỗi của dân sự của Chúa đã được nhậm. Còn họ hồi hộp chờ, mà nếu thầy tế lễ không có đi ra thì biết rằng ông đã bị giết rồi và ngã chết rồi, và tội của dân sự của Chúa không được tha. Mặc dù nó chỉ là để che tội lỗi của dân chúng. Cảm ơn Chúa. Huyết của Đức Giêsu thì chẳng những che đậy tội lỗi của chúng ta mà tẩy chúng ta được sạch hết mọi điều gian ác. Máu huyết của con sinh tế không làm được việc đó. Chỉ có chiên con của Đức Chúa Trời khi dân giới thiệu Đức Chúa Giêsu, kìa chiên con của Đức Chúa Trời đấng đến để cất tội lỗi thế gian đi. Ngài là đấng vô tội, không có một lời dữ nào ra từ miệng Ngài. Khi người ta xử Chúa phải mướn những người dựng chuyện để hại tội Chúa. Ngài là dân của lễ bằng chính thân thể mình một lần đủ cả. Còn thứ hai thì người ta làm một công việc là thầy tế lễ đặt tay ở trên con vật này và công bố chuyển tất cả tội lỗi của dân sự của Chúa ở trên đầu của con vật này, rồi thả cho nó đi vào trong đồng vắng. Đây là nguồn gốc mà trong tiếng Anh có cái chữ scapegoat, tức là con vật mang lấy tội lỗi hay là bị đổ thừa tội lỗi đó. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu, Ngài không có tội, mà người ta chỉ đổ lỗi trên Ngài và dựng chuyện mà thôi. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu làm trọn hai hình ảnh đó. Ngài đã mang tội lỗi của dân sự của Chúa, Ngài tội lỗi của nhân loại, và Ngài đi ra khỏi thành, vách thành của Jerusalem, đến một cái chỗ gọi là đồi sọ. Và tại đó Chúa trả cho chúng ta nợ tội của chúng ta, hầu cho tội lỗi được đem ra khỏi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời. Chúng ta được phóng thích, chúng ta được sự tự do bởi vì Chúa Giêsu trở nên tội lỗi thay thế cho chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài chịu chết trong địa vị của con sinh tế cuối cùng, chúng ta thấy có một sự trùng hợp nữa, mà cũng phải là trùng hợp mà là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Trong ngày đại lễ chuộc tội, cái thời giờ mà con thú bị giết để thầy tế lễ hứng máu của nó trong cái chậu để đi vào trong nơi chí thánh dâng lên cho Đức Chúa Trời đó, 3 giờ trưa. Ngày hôm đó, trong lúc thầy tế lễ đưa cái dao và cắt cổ con sinh tế vào đúng 3 giờ trưa đó, cách đó mấy dặm ở trên đồi Golgotha, đúng 3 giờ trưa khi trời tối tăm đó, chim con Đức Chúa Trời chịu giết đúng 3 giờ trưa đó,
để chúng ta được tha thứ, để tội của chúng ta được tha thứ. Cảm ơn Chúa. Celestine, cảm ơn Chúa vì mọi việc đã được chọn chính xác đến như vậy anh chị em. Và thánh Chúa của chúng ta, cảm ơn Chúa. Ôi, xin Chúa cho để chúng ta trân quý những gì Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta, như là một cái tin vui chúng ta phải đồn ra, chúng ta phải nói cho tất cả mọi người, vì nó tuyệt vời quá cho chúng ta. Chúng ta không có quyền để giữ riêng cho chính mình, nhưng mà phải nói cho tất cả mọi người để họ cũng có thể hưởng được phước hạnh đó trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa. Chúa đã trải qua tất cả những điều đó. Không phải là đến cái lúc đó rồi các tác giả, trước giả của Kinh Thánh mới viết lên để mà tạo thành một cái câu chuyện. Nhưng mà Hebrew chương 10 câu 1 câu 4 nói rằng: và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật và của các vật. Cho nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời được nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó họ chẳng thôi dần tế lễ hay sao? Trái lại, những thầy tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc nhớ lại tội lỗi, vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Chỉ có huyết của chiên con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy cả một cái hệ thống chuộc tội được sử dụng ở trong Cựu Ước, và Đức Chúa Trời đã dùng tuyển nhân của Ngài để diễn đi diễn lại hình ảnh ở một ngày sẽ được ứng nghiệm trong Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa chúng ta. Hebrew chương 10 câu 11 12. Phần tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Vì chúng ta có một cô Chúa chẳng những chịu chết thay cho chúng ta mà Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta. Tôi tin rằng ngay giờ này Chúa đang cầu thay cho chúng ta. Ngài muốn tất cả chúng ta sẽ nắm bắt được cái món quà tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng ta một cách nhân không, và muốn chúng ta phải giúp đỡ đi nhiều người được hưởng món quà này. Ngài cầu thay cho chúng ta để chúng ta có thể nắm bắt được lẽ thật này ở trong đời sống của chúng ta. Vì anh chị em, không có một nghi thức nào, cũng không có một sự cố gắng nào của con người chúng ta đủ tiêu chuẩn. Các tôn giáo khác dạy chúng ta phải tích lũy công đức, chúng ta phải làm cái này cái kia để chúng ta mong rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ ngồi ở trên trời và Ngài sẽ cho mỗi đứa một cái tài khoản và Chúa ngồi Chúa tính, cộng trừ nhân chia cho những việc tốt và nhiều việc xấu của chúng ta. Và cuối cùng nếu may mắn mà đến lúc Chúa Trời Ngài cộng lại mà chúng ta có đủ điểm tốt thì chúng ta được lên thiên đàng. Không anh chị em, Chúa không xét theo tiêu chuẩn đó. Nói như ngón tay đã viết ở trên vách tường ở trong sách Daniel, tất cả chúng ta đem lên cái cân của Đức Chúa Trời cân thấy nó thiếu, đem cái thước đo nguyên tắc trọn vẹn của Đức Chúa Trời đo, không có ai trong chúng ta là đủ tiêu chuẩn, cân đo thiếu hết hụt hết, không có một người công bình dẫu một người cũng không. Mọi người đều đã phạm tội hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không có cách nào khác, chỉ có trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được tha thứ mà thôi. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, chúng ta thấy phước hạnh Satan đã bị đánh bại. Giăng chương 12 câu 21: hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Satan đã bị phán xét. Hebrew chương 2 câu 14: vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Jesus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết của mình mà phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là ma quỷ. Cảm ơn Chúa. Thời gian thứ nhất chương 3 câu số 8 phần B: vả con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Cảm ơn Chúa. Đây là điều tuyệt vời. Các tôn giáo khác thì người ta thờ Satan và làm nô lệ cho nó. Là con gái của Chúa, trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi, rồi mặc lấy quyền phép cho chúng ta để chúng ta có quyền năng và thẩm quyền trên luôn cả Satan và các quỷ của nó. Cảm ơn Chúa. Quen lắm anh chị em, vì trước đây nó là chủ của mình đó. Mình đã từng phục vụ nó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được sự tự do ở trong ơn của Ngài.
Thì Chúa Ngài cho chúng ta cùng một cái thẩm quyền mà Chúa Ngài đã nhận được từ nơi Cha khi Chúa Giêsu tuyên bố mọi sự, mọi quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúa sai phái chúng ta đi ra trong thẩm quyền đó. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta ngày hôm nay có thể được Chúa Ngài sử dụng. Như Colossae chương 2 câu số 15, Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra một cách tỏa tường giữa thiên hạ. Cảm ơn Chúa. Tại thập tự giá và qua hội thánh của Chúa, Đức Giêsu làm nhục Satan luôn luôn qua đời sống của chúng ta. Ngài biêu xấu nó, Ngài nộp ra một cách tỏ tường giữa thiên hạ. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em, mỗi lần chúng ta mang một người đến với Chúa, kinh nghiệm sự đắc thắng trong đời sống của chúng ta là chúng ta cho Satan một đấm cho nó có một con mắt nâu. Thì lời của Chúa tại đây, amen anh chị em, nộp nó ra một cái tỏ tường giữa thiên hạ. Chúa dùng cái gì? Dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó. Satan nghĩ rằng nó giết được con của Đức Chúa Trời khi đóng đinh Ngài vào trong thập tự giá, nhưng nó không ngờ đó là con đường mà Chúa Giêsu phải đi qua. Như kế hoạch của Đức Chúa Trời đã định, mà Chúa Giêsu đã báo trước, Ngài phải bị chối bỏ bởi những người của tôn giáo, của những người trong thời bây giờ, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi ở trong ơn của Chúa và được Chúa Ngài tiếp nhận ở trong ơn của Ngài. Ngài thắng Satan khi Chúa Ngài phục sinh một cách khải hoàn, lấy chìa khóa lại từ nơi tay của Satan và giao cho hội thánh của Chúa thẩm quyền để chúng ta có thể vận hành ở trong ơn và thẩm quyền của Chúa để giúp đỡ cho những người lân cận của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều này rõ nhất ở trong chức vụ giải cứu. Chúng ta những con người trước đây chúng ta sợ ma sợ quỷ, bây giờ trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta có thể nói với các quỷ ở trong một người mà nó ám, nhân danh Đức Chúa Giêsu người Nazareth, mày phải ra khỏi người này. Cảm ơn Chúa. Nhiều trường hợp nó ra tức khắc. Nếu có những trường hợp nó có cái quyền pháp lý để còn nán lại, khi chúng ta cắt đứt tất cả những cái quyền pháp lý đó, chúng ta cướp của nhà nó, phân phát của cải nó cho mọi người xong, chúng ta nói với kẻ mạnh, mày cũng phải đi trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Quỷ nó vâng lời. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu số 55 là điều mà chúng ta là con cái của Chúa. Khi chúng ta biết về sự cứu rỗi của mình, chúng ta sẽ có thể nói như sứ đồ Phao-lô đã nói. Lần đầu tiên có một con người dám nói thách thức với sự chết như thế này. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cảm ơn Chúa. Không có Chúa, không dám nói đến chết. Người Việt của chúng ta sợ nói chưa chết lắm. Đi mua muối. Rồi sao lâu rồi không thấy cái người đó, ông mục sư không biết rồi. Đã đi mua muối rồi. Hay đã khuất mặt. Sợ lắm, không dám nói đến cái chết. Sợ nó xui. Sợ nhắc qua nó lại đến với mình. Giống như người ta nói, nhắc thì nó sẽ đến. Nhưng sứ đồ Phao-lô tại đây trong ơn của Chúa, ông có thể thách thức sự chết như thế này. Tuyệt vời quá, các em. Hỡi sự chết, sự thắng của mẹ đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mẹ đâu? Cảm ơn Chúa. Vì Đức Giêsu đã trả xong tất cả mọi sự và sự cứu rỗi đã thực hiện cho chúng ta, mà chúng ta cũng có thể nói với sự chết như vậy. Vì Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, chúng ta biết một cách chắc chắn rồi, cho nên chúng ta không còn sợ chết nữa. Anh chị em xin Chúa cho chúng ta để chúng ta hiểu được phúc lợi này ở trong ơn của Chúa. Để chúng ta không còn sống mà sợ chết. Những con gái của Chúa bị bắt bớ ở tại Trung Quốc. Họ nhắc nhở nhau. Tôi nghe một mục sư đã từng mở mang các hội thánh nhỏ giống tế bào. Ở tại Trung Quốc. Anh em họp lại với nhau mỗi lần nhóm họ nhắc với nhau. Nếu một mai mà chúng ta bị bắt, thì nhớ một điều, họ đánh chúng ta, Chúa chữa lành cho chúng ta. Họ lấy đi sự sống của chúng ta sớm, chúng ta gặp Chúa sớm hơn. Và họ chuẩn bị để đối diện với Ngài đó. Vì họ không còn sợ chết nữa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho đây sẽ có nhiều người ở giữa chúng ta có thể sống một cách hết sức là xác quyết như vậy. Để trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, sẽ có người trong chúng ta sẽ bị đe dọa. Chối Chúa không thì nó sẽ lấy mạng của mình. Nếu chúng ta không có một sự đảm bảo chắc chắn về sự cứu rỗi của chúng ta ở trong Chúa,
chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng của những người xa xôi Chúa. Đừng để đó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Thứ tư, sự cứu rỗi đã hoàn tất. Giăng chương 10 câu 10, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dữ dằn. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa, Ngài đến để chúng ta được sự sống và được sự sống dữ dằn. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, nhận sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài, thì chúng ta sẽ được ít nhất là bốn điều mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ tại đây. Được tái sanh. Chúng ta được ban sự sống mới và được trở nên người mới hoàn toàn. Ngợi khen Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 17, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta được xưng nghĩa. Chúng ta được xưng công bình dù là những tội nhân đáng chết, nhưng Chúa tha trắng và chúng ta được trắng án ở trước mặt Ngài. Roma chương 5 câu số 1, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Thessalonians, cảm ơn Chúa Giêsu đã xong. Thế còn ngày hôm nay được xưng nghĩa, được xưng công bình ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, chúng ta được nhận làm con. Chúng ta được mang vào gia đình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Trong văn hóa của người Việt của chúng ta thì chúng ta thấy được làm con của vua là quý lắm, phải không chứ? Được gọi là thiên tử. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống, tất cả chúng ta đều là thiên tử. Cảm ơn Chúa. Và dấu mà Chúa Ngài xác nhận cho chúng ta thì chúng ta được địa vị làm con ở trong Roma chương 8 câu 15-16. Thật anh em chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Một trong những hình ảnh tuyệt vời mà tôi thấy được ở tại xứ Do Thái, tại Jerusalem, khi máy bay của chúng tôi đáp xuống, hôm đó là ngày Sa-bát của họ. Khát nước quá mà không có tiệm nào bán nước hết. Nhằm ngày Sa-bát có mấy cái tiệm của người Palestine, họ sống ở giữa những người Do Thái, họ đang ăn chờ. Khi mặt trời lặn thì con người sẽ mọc lên. Thì đúng 6 giờ chiều khi mặt trời lặn thì những người Do Thái ở trong các nhà nguyện của họ, họ bắt đầu họ tràn ra. Một cái ảnh tuyệt vời, một bé gái nó chạy khi thấy ba của nó, A-ba, A-ba. Rồi nó phóng một cái, ba nó ôm nó vào lòng. Tôi nhìn cái đó tôi nhớ câu kinh thánh này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta trước đây đáng lý ra gục mặt khi chúng ta nhìn, nghĩ về Đức Chúa Trời vì mặc cảm của tội lỗi. Nhưng mà khi chúng ta được cứu ở trong Chúa thì chúng ta có thể gặp Chúa trong sự thờ phượng như chúng ta đã làm sáng hôm nay. Chúng ta có thể nhảy vào lòng của Chúa và chúng ta gọi A-ba, cha, A-ba. Vì Chúa Ngài yêu chúng ta. Chúng ta được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cho anh chị em khi đến nhà của Chúa thờ phượng, đừng đứng xa xa như là con ngoại tình, như những người ngoài. Nhưng mà hãy nhào vào trong lòng của cha, trong sự ngợi khen thờ phượng bằng hết cả tấm lòng của mình, và để Thánh Linh ở trong chúng ta thốt lên tiếng để gọi thay cho chúng ta, A-ba, cha. Cảm ơn Chúa. Không có sự đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta không thờ phượng được như vậy. Về lời của Chúa nói với chúng ta tại đây, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ngài không ban chúng ta thần trí của tôi mọi đang ở trong sự sợ hãi, nhưng nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Tôi mở ngoặc tại đây, con nuôi ở trong văn hóa của Kinh Thánh và người Do Thái thì không phải con nuôi giống như người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta nhận con nuôi để đỡ đầu, với mình cũng sanh con được đó. Nhận một đứa con nuôi về để mình có thể sanh con của mình được. Thì cái đứa con nhận làm con nuôi đó, nó không có được hưởng được tất cả những cái gì giống như con ruột. Thì người Việt của chúng ta cũng có cái câu là nó đào hơn nước lã. Nó không sanh ra là con của mình thì nó phải loãng như nước lã. Thái độ của chúng ta khác. Anh chị em đừng đem cái văn hóa của chúng ta vào và chúng ta hiểu cái điều này. Nhưng khi nhận làm con của Đức Chúa Trời trong gia đình của Ngài, chúng ta cùng hưởng gia tài với các thánh đồ. Chúng ta cùng hưởng gia tài với Đức Chúa Giêsu Christ. Vì Chúa Ngài rất nghiêm túc khi Ngài nhận chúng ta làm con nuôi, người nhà của Ngài. Tất cả những gì của Đức Chúa Trời là của chúng ta, vì chúng ta là con ở trong nhà. Cảm ơn Chúa. Chẳng những như vậy mà Ngài còn sẵn ban cho chúng ta nữa.
Thứ tư, chúng ta được thanh hóa, chúng ta được riêng và chúng ta đang ở trong tiến trình được biến đổi. Philip chương 1 câu 6, tôi tin rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Mọi sự đã được trọn. Cho tôi kết luận với ba điều mà chúng ta có thể áp dụng cho đời sống của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã trả một cái trọn vẹn, không còn gì để thêm vào. Amen anh chị em. Đừng ai ráng mang lĩnh kỉnh cái gì đó thêm để chúng ta cộng thêm được. Cho nó bảo đảm. Không, Chúa Giêsu làm xong rồi. Tetelestai. Cái bàn đã hoàn tất. Đừng ai đem giấy nhám đi theo và trong sự cốt lõi để con đánh vẹt ni cho nó tốt hơn các anh chị em. Chúng ta sẽ làm hư cái tuyệt tác phẩm mà Đức Chúa đã định cho chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay không còn làm bất cứ điều gì để chúng ta được Chúa yêu chúng ta hơn, để chúng ta được ơn ở trước mặt Chúa. Nhưng mà chúng ta chỉ đón nhận và sống với phước hạnh đó. Tất cả những gì chúng ta làm sau khi chúng ta được cứu là để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa, chứ không phải để chúng ta tìm cho mình sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Tin lành cứu rỗi của Chúa công bố mọi sự đã được trọn. Cảm ơn Chúa. Các tôn giáo khác của thế gian này cứ đi theo triết lý, cứ làm. Xem, đắp được con đường, xây một cái cầu. Tiền khá khá chứ nữa, xây một cái chùa. Đấy chỉ để tích lũy những công đức. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không cần tích lũy bất cứ một điều gì nữa vì Chúa Giêsu đã trả xong cho chúng ta rồi. Chúng ta nhận, sống với phước hạnh Chúa ngày ban cho và mọi việc chúng ta làm sau đó là bày tỏ lòng biết ơn Chúa thành lời, thành công việc ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, mọi việc đã được trọn cho sự cứu rỗi, nhưng chúng ta phải tiếp nhận để sự cứu rỗi được hiệu quả trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vì nợ đã được xóa. Anh xem, chúng ta đã được xưng công bình ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Và anh xem có biết lẽ thật này, khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, Ngài chịu chết cho tội lỗi của bao nhiêu người? Cho tất cả, cho mọi người. Trong đó có người thân thương của chúng ta chưa tin Chúa không? Có. Trong đó có những người tội lỗi nhất ở trên thế gian này không? Có. Cảm ơn Chúa. Để Ngài gánh tội lỗi của cả nhân loại ở trên thân thể của Ngài và hứng chịu sự trừng phạt. Và Chúa Giêsu đã làm cho tất cả mọi người đã được cứu trong Chúa. Và đây là tin vui mà chúng ta cần nắm bắt để chúng ta rao giảng. Trước khi tôi biết lẽ thật này, thì cái việc chứng đạo của tôi giống như nhiều anh chị em, là chúng ta đi năn nỉ người ta vô đạo. Làm ơn tin Chúa đi, đi nhà thờ với tôi tốt lắm. Và chúng ta biết người ta, khi người ta thấy họ ở trong cái vị trí là cao hơn của chúng ta, hạ thấp hơn họ đó, thì họ làm eo. Nhà thờ, thời buổi này còn đi nhà thờ, vân vân. Mà khi tôi hiểu được điều này, thái độ của tôi khác, mà tôi khuyên anh chị em chúng ta sẽ nắm bắt cái thái độ này. Khi chúng ta ra đi và chúng ta gặp một người, hãy đứng ở trong vị trí của sứ giả của nước trời, những người đại sứ của Chúa. Chúng ta long trọng tuyên bố cho họ tin vui nhất ở trong cuộc đời mà họ có thể nghe, đó là họ đã được tha thứ trong Chúa. Như vậy mới vui, phải không chị em? Còn tin vui mà chúng ta phải năn nỉ họ để nhận thì chúng ta làm mất giá tin lành của Chúa, tin vui của Chúa là họ đã được tha thứ trong Chúa. Họ không cần phải làm hình tạc tượng rồi đốt nhang rồi xì xụp lại nó, mong rằng nó sẽ nghe được và cứu mình. Nhưng mà họ đã được cứu trong Chúa. Ô, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta hiểu điều này, để lần tới khi chúng ta gặp một người và chúng ta nhìn thẳng vào mắt của họ và chúng ta nhận biết chúng ta là người đã được nước của Đức Chúa Trời sai phái, chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn họ và chúng ta nói rằng bạn đã được cứu trong Đức Chúa Jesus Christ. Tôi ghé sang đây để long trọng báo cho bạn biết tin vui của nước của Đức Chúa Trời. Bạn đã được cứu trong Chúa. Bây giờ bạn không cần phải làm bất cứ một điều gì nữa. Chúa đã làm xong hết rồi. Tetelestai, Chúa đã trả xong hết rồi. Bây giờ bạn chỉ cần làm là lấy đức tin và đón nhận những gì Chúa Giêsu đã làm xong cho mình. Tôi cam đoan với anh chị em, có nhiều người họ sẽ bật ngửa nữa. Cái vụ này mới rồi nha. Mấy cái ông, mấy cái bà tin lành hồi trước họ đến với mình, hỏi rằng năn nỉ chừng nào mình còn làm dữ chừng đó. Sao bữa nay có cái người tin lành này nói cái chuyện lạ. Mà thật, anh chị em, là chân lý của Chúa, chúng ta nói chúng ta không biết sợ. Amen. Có bao nhiêu người tại đây thật sự thuyết phục là tất cả nhân loại đã được cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ? Cảm ơn Chúa. Điều kiện duy nhất để họ có thể nhận được theo như lời của Chúa là lấy đức tin đến với Chúa và đón nhận điều Đức Chúa Jesus đã làm xong cho họ rồi. Và điều mà Chúa Ngài muốn họ làm
đem hết tất cả những tội lỗi, những cái vấp phạm, những cái điều xấu xa trong đời sống của họ, đem đến và giao cho Chúa. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta được sự công bình ở trong Ngài. Có một sự thay đổi vị trí. Đó mới vui, anh chị em. Anh chị em nghĩ cái đó vui không? Nên kể cho mọi người để họ có thể cùng hưởng với chúng ta. Đừng ích kỷ. Như người Việt Nam của chúng ta, đám tang thì đến chia buồn được. Nhưng đám cưới thì chúng ta không được quyền đến, và chúng tôi đến để chia vui với bạn. Họ chửi cho đó. Tại vì người ta rất ích kỷ, người ta không biết Chúa, cho nên vui của tôi và bạn đến đây bằng chia. Chung vui. Đừng đem cái thái độ đó vào trong niềm tin của chúng ta. Chúng ta chia sẻ cho tất cả mọi người tin vui này. Vì không phải của chúng ta mà là đấng đã Tetelestai đã trả xong để chúng ta có được. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng dạy chúng ta vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Đúng. Và chúng ta cũng cần phải san sẻ tin vui này cho mọi người. Đừng ích kỷ. Xin Chúa giúp chúng ta thắng được sự ích kỷ của mình. Để chúng ta sẽ càng tìm được nhiều người càng tốt. Những người tìm được con chiên lạc mất trở về thì gọi tất cả những người thân quen của mình láng giềng mình mở tiệc ăn mừng. Khi người đàn bà lùng được tìm được cái đồng bạc đã mất của mình, mở tiệc ăn mừng. Khi người cha thấy đứa con của mình từ xa nó đi về thì người cha đã chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Cái thằng đang ngủ mới ngủ ở trong chuồng heo đó, nó hôi rình á, cái mùi phân heo nó còn dính ở trên người nữa, cha ôm lấy cổ của nó, hôn từ đầu của nó xuống cho đến cổ của nó, phục hồi và mở tiệc ăn mừng. Cảm ơn Chúa. Đó là tin lành của vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Vì Đức Chúa Giêsu thấy mọi sự đã được trọn và Ngài tuyên bố mọi sự đã được trọn. Chúng ta hãy làm công việc của mình. Và cuối cùng, Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất, phần chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta cần sống và làm cho những điều Chúa dạy. Chúng ta cần chia sẻ tin vui đó cho những người còn lại, vì họ chưa biết. Họ bị tôn giáo của đời này gạt họ. Cố gắng, cố gắng. Có những cái phái họ còn khổ tu nữa. Tôi biết có những người ở quê của tôi có một cái tịnh xá của tịnh độ cư sĩ đó. Xem cái phương châm là làm cho thân thể của mình nó phải khổ, khổ tu á, cho nên không bao giờ ngủ ở trên giường, trên ghế êm, hay nằm dưới đất. Người ta mong rằng mình càng tự gây cho mình khổ và khổ tu như vậy thì sẽ được bề trên quan sát và thấy cái thứ này nó thật thành tâm quá, cho nên thôi cho nó vô đi, để em thôi nó tự gây khổ cho thân thể của nó như vậy, ăn chay nằm đất là như vậy đó anh chị em. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Jesus Celestai đã trả xong cho chúng ta rồi, chúng ta không cần phải trả bất cứ một điều gì nữa. Bây giờ hãy đi và rao báo cho mọi người biết. Cảm ơn Chúa. Như khi nãy trong phần thông báo của Heroes có thắc nhắc cho chúng ta, hãy đặt câu hỏi: ai là người mà anh chị em sẽ mời đến dự chương trình thứ 6 tốt lành ngày 15 tháng 4 và chương trình phục sinh vào ngày 17 tháng 4? Để ý, bắt đầu cầu nguyện cho họ. Để Hội Thánh trao cho tay chúng ta những cái thẻ để chúng ta mời. Cầu nguyện trước, dầm thấm chương trình này trước. Nhớ nắm bắt với thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho, và chúng ta cột trói công việc của ma quỷ là Chúa đời này đang tìm cách làm mù lòng họ. Thì chúng ta ngỏ lời mời và tin rằng Chúa Ngài sẽ khiến cho họ đáp lời. Nếu họ sẵn sàng tin Chúa, hướng dẫn họ cầu nguyện tin Chúa, đừng chờ cho đến ngày đó. Nếu họ chưa biết hết đầy đủ, chúng ta có cơ hội để ngày đó chúng ta sẽ giăng cái mẻ lưới này ra và chúng ta sẽ kéo vào. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Ở trong ơn của Chúa, chúng ta sẽ thực hiện điều đó. Vì mọi sự đã được trọn. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Nếu ai có mặt tại đây nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời tiếp nhận sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã làm xong tất cả cho chúng ta rồi, hôm nay là ngày của quý vị. Hãy đến với Chúa để tiếp nhận ở trong ơn của Chúa, để được đổi mới, để được trắng án, để được xưng công bình. Hãy đến với Chúa ở trong thời gian này. Các con cái của Chúa, chúng ta cầu nguyện cho chính mình. Hãy nói với chính mình: tôi đã được chuộc. Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất. Tetelestai, mọi việc đã được trọn. Cảm ơn Chúa. Xin ơn của Ngài để cho em sẽ đứng lên làm chứng, rao báo
tin vui của sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Cảm ơn Chúa. Xin mời Thánh cùng đứng lên. Ai muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, quý vị cần được giúp đỡ, xin mạnh dạn tiến lên phía trước tới đây. Bên tay trái của tôi, tức là bên tay phải của anh chị em, chúng tôi sẽ hướng dẫn ngay trong thời giờ này. Hội Thánh chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình. Điều gì Chúa ngài nhắc nhở chúng ta trong sứ điệp ngày hôm nay, hãy đáp lại với Chúa. Xin Chúa ban ơn trên chúng ta. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn ngài vì ngài đã sắm sẵn cho cứu Chúa chúng con, Chúa Giêsu, một thân thể. Cảm ơn Chúa Giêsu vì ngài đã yêu chúng con và đã đến trần gian này để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và làm xong mọi công việc Chúa cha giao cho ngài làm. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa vì giá mà Chúa Giêsu đã trả cho chúng con. Chúng con biết mình không xứng đáng chút nào, nhưng chỉ mở lòng và hướng về sự nhân từ và hồng ân của Chúa đã dành cho đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì mọi mặt của đời sống của chúng con. Chúa Giêsu đã trả xong để chúng con có sức khỏe được phục hồi. Con tim của chúng con lại có thể vui trở lại. Đời sống tâm linh của chúng con được sống động để chúng con có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa vì thẩm quyền mà Chúa Giêsu đã lấy lại. Chìa khóa của âm phủ về sự chết Chúa cũng đã lấy lại và giao trong tay của Hội Thánh của ngài, để chúng con trong ơn của Chúa mở cửa thiên đàng để nhiều người được bước vào trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen ngài. Chúa ơi, xin sự sức giàu của Chúa mà chúng con cảm nhận suốt ở trong buổi nhóm ngày hôm nay và cứ gia tăng trên cuộc đời của chúng con, để chúng con sẽ sống đúng theo kế hoạch của Chúa và theo gương của Chúa Giêsu. Chúng con làm trọn mọi công việc mà Chúa ngài đã dành cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen ngài. Chúa ban ơn để hết thảy chúng con sẽ không sống một cách ích kỷ nữa, nhưng chúng con sẽ nói cho tất cả mọi người mà Chúa cho phép chúng con được tiếp xúc, những thân chủ, những người khách hàng, những người đến để nhận sự phục vụ của chúng con tại các cơ sở, tại các địa điểm, những con người mà Chúa ngài cho chúng con được gặp gỡ ở tại sở làm. Chúng con sẽ bày tỏ sứ điệp của Chúa bằng đời sống của chúng con, và lời sống của ngài sẽ được truyền rao bởi môi miệng của chúng con để nhiều người nữa được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Thánh Linh của Chúa lại có thể ở trong những thân thể đó, họ có thể cùng với chúng con không đến với Đức Chúa Trời như một tội nhân sợ hãi. Thần trí của tôi mồi trong sự sợ hãi, mà chúng con có thể nhìn lên Cha để nhận ánh mắt yêu thương của ngài, và chúng con có thể nói Abba, Abba. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen ngài. Bây giờ chúng con ra về, xin Thánh Linh sức dầu chúng con cách tươi mới, đặt lời phải nói, việc phải làm, mà chúng con có sự dặn dĩ thánh, để chúng con sẽ rao báo điều tuyệt vời nhất mà một người có thể nghe. Và kết quả của một từ ngữ quan trọng nhất mà loài người chúng con cần phải nghe, đó là mọi sự đã được trọn. Chúng con ngợi khen ngài, chúng con chúc tụng ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước trên anh chị em. Sống ở trong ơn của Chúa và bởi quyền năng của ngài trở nên những người đầy kết quả cho Chúa ở trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp. Sẽ nói chúng tôi các mục sư có mặt tại đây, chúng tôi sẽ phục vụ các anh chị em có nhu cầu. Xin đừng ngại đến với chúng tôi, sẽ giúp quý vị. Còn Hội Thánh chúng ta sẽ gặp nhau ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Hallelujah. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.